Đối với y học cổ truyền thì chúng ta thấy vừng đen ấy, nó có cái đặc điểm là vị ngọt, béo và tính bình. Nó có tác dụng bổ ngũ tạng, dưỡng huyết, nhuận tràng, bổ can, bổ thận, thính tai, sáng mắt. Thôi chúng ta có một cái bài, đấy là vừng đen cùng với lá dâu non. Hai vị này chúng ta tán bột lên và luyện cùng với mật ong và làm thành hoàn hàng ngày chúng ta uống thì sẽ tăng cường cái sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Những các cái người mà vốn dĩ có cái tiền sử bị sỏi thận thì chúng ta cũng phải lưu ý, hoặc là chúng ta hạn chế dùng, hoặc tốt nhất là chúng ta không nên dùng. Cái thứ hai là những các cái người mà có cái biểu hiện là bệnh lý về tim mạch không nên dùng, hoặc nếu có dùng thì chúng ta cũng cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Không thích người ta thì nói một tiếng. Bây giờ cái mặt tôi như vậy á, chưa đủ xấu hả? Bây giờ qua đây còn hãm hại tôi nữa. Sức tầm bậy tầm bạ, tầm lum lum trên mặt hết trơn á. Có cần cái gì về sắc đẹp thì hỏi tôi tư vấn cho. Như bà yên tâm đi, nói chung là dị ứng hay là bà bị kem, bị cái gì đó, bà sức cái này nó cũng hết, nghe lời tôi đi. Thì bây giờ bà, ví dụ bà muốn tắm trắng thì bà tiết kiệm đi, sau đó rồi bà đi tìm hiểu coi là cái thẩm mỹ viện nào nó uy tín thì mình làm, có gì đâu. Nhưng mà những cái chỗ uy tín nó mắc tiền lắm, Duyên làm gì có tiền. Được, chính cho mượn. Dạ, cảm ơn chính. Bởi vì tao nói người chính tỏ ra cái tài tử. Cô ơi, con mình, cô gái mình quen mấy cái anh chàng ở trong nghệ thuật á, cô có sợ không cô? Cũng sợ cái chứ. Vấn đề là con gái của cô cũng ở trong nghệ thuật mà. Vậy hả? Nhưng mà anh ơi, cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh có ấn tượng điều gì không? Thì thấy mẹ vợ rất là hiền. Dạ. Rất là dễ thương. Mẹ con thì sống cũng hòa đồng, vui vẻ. Có nhiều thứ mà em sẵn sàng để mà dường văn hóa Việt Nam. Bởi vì em đang ở Việt Nam, em có gia đình là người Việt Nam thì em hiểu điều đó. Nhưng mà có một số thứ là em không có nhường, bởi vì đó là cái nguyên tắc mà em tin vào nguyên tắc đó, và đây là con của em. Cho nên là ba mẹ muốn gặp cháu thì phải theo luật của nhà của con. Được cái thử thách đó là em tới đây em gặp anh. Dạ. Cái thử thách của em là cái gì vậy anh? Thử thách của em hôm nay là mình đi dọn gác. Mình dọn ở đoạn đường nào anh hả? Không có trên đường đâu em, ở dưới cống em. Máy hình 3D đa sắc màu của mình thì sau khi mà cái mình có file mình xử lý xong rồi á thì mình sẽ có được một cái file như thế này. In một lúc được hai cái tượng luôn. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ bấm máy để biết thế nào là in đa sắc màu. 1, 2, 3. Đèn, quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng. Chúc mừng, ba rô. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, một người đàn ông đánh đập vợ tàn nhẫn trong thang máy, liên tục tát vào mặt, nắm tóc, khiến cho người phụ nữ chỉ biết ôm mặt chịu đựng. Người đàn ông này còn liên tục đạp vào thang máy khiến thang máy bị hư hỏng.